Xin chào tất cả anh em. Hôm nay mình lên một ít sà cầy muốn giới thiệu cùng với anh em. Những cây sà cầy này là thuộc thương hiệu Mickey của Nhật. Hàng mới chưa sử dụng nhưng mà nó bỏ kho lâu năm thì nó cũng có một ít chóc sơn. Đó, nó có vận chuyển đồ nặng mà nó quen nó chóc sơn. Những cây này Mickey của Nhật. Mình chỉ có là một cây là 750 mm thôi. Đó, mình bán với giá là 400.000 cộng ship một cây. Rồi còn lại là 650 mm. Những cây này thì nó thiết kế là khối lục lan. Những cây lục lan thì nó cho cảm giác bám tốt hơn, thích hợp cho anh em nạy ba lớp xà gồ. Một đầu thì nó có nhổ đinh. Đó, những cây này thì nó chưa sử dụng hết nha anh em, chỉ là nó bị chóc sơn do vận chuyển thôi. Một đầu nổ đinh, một đầu thì dẹp để nạy. Thiết kế lục lan rất là chắc. Cái cây 750 này thì mình chỉ có một cây thôi nha, mình bán với giá là 400 cộng ship một cây. Còn cái cây 600 mm này thì mình bán với giá là 350.000 cộng ship một cây. Mình chỉ có vài cây thôi. Đó, mình dọn nhà cho nó đỡ bớt ơi. Cái này mình bỏ kho lâu quá nó chặt chỗ. Bên mình có ship code toàn quốc, anh em đặt hàng thì cứ liên hệ vào số điện thoại mình ở dưới phần mô tả đó. Zalo, Facebook gì đều được hết. Đó, mình xin nhắc lại là cây 750 mm, mình chỉ có một cây, mình bán là 400.000 cộng ship. Còn cái cây 600 mm này thì mình bán với giá là 350.000 cộng ship một cây. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin thân ái chào tạm biệt tất cả.